Dạ vâng, chào tất cả mọi người nhé. Rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video tiếp theo. Hôm nay mình sẽ đi dọc Thủ Thiêm, sau đấy mình qua khu vực công viên dọc bờ sông Sài Gòn nha mọi người. Ngày hôm nay là tối chủ nhật á, nên lượng người lên trên cũng rất là đông này. Cho mọi người lưu ý nha, ở trên này thì đừng có để xe trên này nhé, dễ mất tiền lắm. Thứ hai là gây cản trở giao thông nên mọi người cứ xe dưới bãi xe á. Rồi lên đây thì ông Hải này, hai toàn cứ xe bên khu vực quận 1 không ạ. Ở đấy thì dạo dạo khu vực cầu, tối ngày hôm nay thì khá là mát. Tiếc là cái cầu Ba Son này đến bây giờ thì vẫn chưa lắp đèn led cơ. Lắp đèn led thì quá là đẹp luôn, tuyệt vời. Hôm nay thì ở công viên dọc bờ sông Sài Gòn mọi người có cái gì nhỉ, có cái chiếu phim ngoài trời á, khá là lớn, thì Hải qua đây quay gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xem luôn. Hôm nay gió rất là mát và lượng người đứng trên cũng đông này. Mình phải đi dưới này luôn, giờ mới lên trên đây. Vâng, thì vừa rồi mọi người, cuối tuần trước một vụ cháy tại khu vực quận 8 quá là kinh mọi người nhỉ, cái cháy dã man luôn. Đứng lên trên này, các cái thợ như máy nhỉ. Hôm nay có vẻ là rất là nhiều ban ngày mọi người tham gia buổi tối ngày hôm nay tại khu vực này, mình sẽ qua đấy xem thế nào nhé. Đấy cũng khá là đông ấy. Ở khu vực này thì công an đến dân phòng á, người ta không kiểu như người ta cứ đứng dọc khu vực này mọi người. Đấy, đẹp hết, nhìn khá là nguy hiểm. Thank you.
Đây thì qua tới khu vực này thì mọi người thấy nó phát triển một kinh khủng không ạ? Những cái tòa nhà này hoàn thiện đây. Đây, rất là đẹp luôn. Về đêm những căn nhà ở đây thì thấy thực là nhiều tiền thì mới có thể mua những căn thế này mà ở mọi người. Bên này cũng vậy đấy, bên này khu vực này nó cũng hoàn thiện rồi. Khu vực này mọi người thấy mua đồ ăn, ăn uống ở đây và khu vực này là bắn cung nha mọi người. Đấy, rất là nhiều cái hoạt động diễn ra ngoài trời tại khu vực công viên dọc bờ sông Sài Gòn này. $50,000 80 tên nha mọi người. Rất là nhiều cái hoạt động diễn ra, chuẩn bị tới lô tô rồi. Trò chơi bắn súng sơn này, bắn súng này, hồi gấp gấu này, rất là đa dạng, rất là nhiều trò chơi. Bên kia thì dành không gian cho những các bé này. Cái trò chơi gấp gấu là cái trò chơi mà hại tốn tiền nhiều nhất đấy. Đây vừa rồi có cái lễ hội làng ấy, mình cũng chơi hết cả triệu liền, ném bóng lấy gấu. Mọi người có thể ghé các cái quầy này, mọi người mua vé nhá. Đây, quầy này bán vé chỗ khu vực vui chơi này, đây các bé câu cá ấy. Bên kia cũng liên hoan phim, bên này cũng liên hoan phim mọi người. Quá đông. Đặc biệt là kính thưa toàn thể quý vị khán giả đã có mặt tại lễ khai mạc công viên chiếu phim ngoài trời Cinemark tối hôm nay. Phải nói là chúng tôi rất là vinh dự được trở thành nhà đồng hành và tài trợ cho liên hoan phim lần thứ nhất của thành phố Hồ Chí Minh 2024 FIFF, trong đó đặc biệt là phục vụ cho cộng đồng chúng ta tại cái công viên bờ sông của thành phố Thủ Đức với hoạt động là chiếu phim ngoài trời. Như bà Thúy đã nói thì chúng ta thấy là cái hoạt động này nó gợi nhớ cho chúng ta những kỷ niệm, những cái năm tháng mà Sài Gòn mới giải phóng, chúng ta thích thú rồi để coi những bộ phim như thế này ngoài trời. Đặc biệt là hôm nay là với cái trang thiết bị rất là hiện đại và chúng ta ở bên bờ sông Sài Gòn thơ mộng này, chúng ta có thể thưởng thức. Và Thaco hiện nay là tập đoàn công nghiệp đa ngành với cái chiếc lý kinh doanh là mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác, xã hội và góp phần phát triển kinh tế đất nước với tinh thần tận tâm phục vụ. Thì chúng tôi mong muốn là quý vị khán giả được trải nghiệm những cái giờ phút để xem phim, và trong suốt cái tuần lễ này thì chúng ta sẽ được sống lại những quá trời đông rồi ký ức và có thể là
giao lưu văn hóa với không những là trong nước và quốc tế. Và một lần nữa thì kính chúc quý lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thủ Đức và toàn thể bà con được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ thưởng thức những cái thước phim mà được trình bày hôm nay và kể cả trong những ngày sắp tới tại bên công viên bờ sông, bên bờ sông Sài Gòn thân yêu của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn phần phát biểu của ông Phạm Văn Tài, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải, nhà tài trợ chiến lược. Xin mời ông Nắng lại sân khấu ạ. Xin mời ông Nắng lại sân khấu. Và cùng với đó, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Bột, giám đốc cao cấp Thaco phụ trách văn hóa truyền thông, sẽ cùng tiến lên sân khấu ngay bây giờ ạ. Xin mời. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, trân trọng kính mời ông Hoàng Tùng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, sẽ lên sân khấu để tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, để có được những chương trình đặc biệt như thế này thì chúng ta không quên cảm ơn đến đơn vị tài trợ, những người đã giúp cho chúng ta gợi nhớ về những kỷ niệm, những ký ức điện ảnh Việt Nam. Và đây là phần tặng hoa cảm ơn đến từ lãnh đạo thành phố dành tặng đến đơn vị tài trợ, và chúng tôi rất mong quý vị sẽ vỗ tay thật lớn cho sự cảm ơn này. Đó, thì mọi người có thể thấy là tuy công viên này nó mới mở sau thôi, nhưng mà thấy là khu vực này nó rất là sạch sẽ mọi người. Không xin có rác bừa bãi giống như một số công viên khác. Ở khu vực này mình sẽ ra cái góc chụp hình check in triệu đô này. Đẹp lắm. Và thu hút lượng người tới rất là đông đấy chứ. Chương trình chúng ta ngày hôm nay còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Bé Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức. Và kính thưa quý vị, đến đây thì lễ khai mạc hoạt động chiến dịch ngoài trời Cinemark Thủ Đức xin được kết thúc, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và xin cảm ơn quý vị khán giả. Và đó là phần đầu chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng làm đến với phần 2 của chương trình. Thì chương trình cũng xin được lượt qua đến quý vị, và chúng ta sẽ có những phần giao lưu cùng với đoàn làm phim. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đến với một trong những bộ phim rất nổi tiếng, đạt được rất nhiều giải thưởng, đó là phim Sông Lam. Cùng với đó là rất nhiều các phần trình diễn của các nghệ sĩ và những bộ phim đặc sắc khác nữa mà chúng tôi sẽ đến quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị hãy cùng chờ đợi thật vui lắm. Oh,
xíu mọi người, khán đài này. Rồi đi coi các cái tiệm cà phê một xíu sau đấy chắc là Hải xin phép được dừng video clip ở đây nhé. Và kính thưa quý vị, trước khi đến với phần giao lưu đặc biệt cùng với đoàn làm phim Sơn La ngày sau đây, quý vị xin mời các quý vị chúng ta cùng cùng nhau tâm sự một người đi cả quý vị và các phần đoàn đã đưa trong phần bộ phim Sơn La. Và xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau có tình cảm đến với phần trình diễn cách nghe sấy ạ. Dạ vâng, ngày tới đây chắc là Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành. Hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nhé.